Verni sứ là một điều trị thiên về thẩm mỹ, không giống với những điều trị bệnh lý khác trong nha khoa. Do đó là nó không có tính bắt buộc và phụ thuộc nhiều vào cái quan điểm thẩm mỹ của từng cá nhân. Nếu như mà bạn có một hàm răng bị nhiễm màu tây tra, có nhiều khe thưa hoặc là kích thước răng to nhỏ không đều, răng xoay lệch lạc nhẹ và bạn hoàn toàn thoải mái với cái tình trạng đó của mình á, thì không có bắt buộc phải làm veneer sứ. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn muốn có một nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng sáng và các răng đều đẹp á, thì veneer sứ là một lựa chọn phù hợp. Bởi vì đây là một điều trị có thể khắc phục được rất là nhiều cái nhược điểm về thẩm mỹ răng. Ít xâm lấn, an toàn, có thời gian thực hiện ngắn và thời gian sử dụng lâu dài. Thực tế là khi mà các bạn tự tin hơn về ngoại hình cũng như là về nụ cười của mình thì sẽ có nhiều cánh cửa mở ra hơn trong cuộc sống và gặt hái được nhiều thành công hơn.